thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể bà con nhân dân cùng các đội thi có mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin phép thay mặt cho tổ truyền thông xóm trường được gửi lời tới với lời tốt đẹp nhất, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, xóm trường cách trung tâm xã 2,5 km với 109 hộ, 499 khẩu, có 5 anh em dân tộc cùng sinh sống. Ở trong những năm vừa qua, xóm trường nói riêng, các xóm trong địa bàn xã Hồng Lâu nói chung được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư kinh phí cho bà con nhân dân về cơ sở vật chất khang trang, xanh sạch đẹp, đầu tư hỗ trợ cây con giống cho bà con nhân dân xóm trường nói riêng, xã Hồng Lâu nói chung, đời sống của bà con nhân dân ngày càng được phát triển ổn định. Qua những thuận lợi và khó khăn nói trên, trong những năm qua xóm trường nói riêng cũng như là xã Hồng Lâu nói chung vẫn còn không ít khó khăn thách thức, như tình trạng sinh con thứ ba, thứ tư, tình trạng phân biệt giới tính sau khi sinh vẫn còn xảy ra trên địa bàn xã Ngọc Lâu cũng như là địa bàn xóm trường nói chung. Kính thưa toàn thể các đồng chí, kính thưa ban giám khảo, tổ truyền thông xóm trường được thành lập năm 2022 với bắt đầu là 10 thành viên, đến nay thì đã đi vào hoạt động rất là ổn định và tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như là luật hôn nhân và gia đình. Cơ bản bà con nhân dân rất là ủng hộ và đồng tình. Kính thưa toàn thể các đồng chí, đến với cuộc thi ngày hôm nay, tổ truyền thông xóm trường với các thành viên như sau. Thứ nhất là anh Bùi Văn Thơ, tổ viên tổ truyền thông xóm trường. Anh Bùi Văn Nội, tổ viên. Anh Bùi Minh Quốc, tổ viên. Chị Bùi Thị Sáu, tổ viên. Chị Bùi Thị Yên, tổ viên. Chị Bùi Thị Bình, tổ viên. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu, tôi là tổ trưởng. Xin được kính thưa toàn thể các đồng chí, kính thưa ban giám khảo, đến với cuộc thi ngày hôm nay, tổ truyền thông xóm trường mang thông điệp cũng như là tiểu phẩm dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Thay mặt cho tổ truyền thông xóm trường, xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trọng cảm ơn. Vừa rồi là đội thi đến từ tổ truyền thông cộng đồng xóm trường đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Tiếp theo chương trình, sau đây xin mời quý vị đại biểu khách quý, bà con nhân dân cùng hướng mắt về sân khấu để cổ vũ cho đội thi đến từ câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi xóm C. Các em chấm điểm nó khổ luôn, người ta xong đi để cho cái đội kia nó cầu. Trong thể lệ quấn chiếu chả em tên Ngọc Lan Trinh, chào các bạn quê mình. Em
em hỏi anh Thư, em tên gọi anh Thư mang theo đồ may mắn. Em tên gọi Thương Thảo mang hương của em. Em là một công chi hay cởi nói em nói. Em tên gọi Hương Thơ yêu các thơ mà. Em tên gọi Trúc Hoa là em út trong nhà. Em đây chị Cả, tên gọi chị Huyền. Niềm tin và thân ái chúng em xin mến chào. Rồi cùng nhau ta học, rồi cùng nhau vui chơi. Dù là trai hay gái, hãy cùng nhau đến trường. Dù miền xuôi miền ngược, bình đẳng tiến bộ chung. Bình đẳng là gì nhỉ? Do đâu mà tạo thành? Bình đẳng là công bằng, vai trò và vị trí. Cùng nhau ta tìm hiểu bình đẳng với bạn ơi. Vè 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 vè, ra vè câu nhắc. Vè câu xúc sắc, vè câu xúc sẻ. Bạn ơi vui vẻ, cùng học cùng chơi. Cùng nhau tiến bước đi về phía trước. Ve vẻ vẻ vẻ, ta vẻ vai trò. Ta vẻ vị trí, ta vẻ câu lý. Bình đẳng bạn ơi, dù nam hay nữ. Miền xuôi miền ngược, cùng tiến bộ chung. Vẻ vẻ vẻ, ta vẻ con trẻ. Ta vẻ yêu thương khắp mọi nẻo đường. Trẻ được yêu thương, trẻ được tôn trọng. Trẻ được tham gia việc phù hợp tuổi. Trẻ được bảo vệ trang bị kiến thức. Phân biệt đúng sai, đâu là giả dối. Đâu là thật lòng, đâu là đề phòng. Đâu là cảnh giác, đâu là hiểm nguy. Làm sao né tránh, đến tìm hỏi ai. Vẻ vẻ vẻ, ta vẻ vui vẻ. Ta vẻ yêu thương, ta cùng nhau học. Ta cùng sẻ chia, ta cùng thay đổi. Cùng nhau vươn xa. Chúng em đến từ câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi xám xê. Xin một tràng pháo tay tận lớn từ quý khán giả dành cho đội thi câu lạc bộ thủ lĩnh và sự thay đổi xám xê đã hoàn thành phần thi của mình được không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo sẽ đến phần thi của đội thi đến từ mô hình địa chỉ an toàn của xóm cột đèn. Xin mời quý vị cùng đón xem. Sông
nhân cho phép tôi thay mặt tổ địa chỉ xóm Cột Đèn xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho hội thi tuyên truyền kiến thức về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ trẻ em xã Ngọc Lâu năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, xóm Cột Đèn là một trong năm xóm nằm cách xa trung tâm xã Ngọc Lâu, giao thông đi lại còn khó khăn. Diện tích đất tự nhiên của xóm là 1.528 ha, trong đó đất nông nghiệp là 425 ha, còn lại là đất phi nông nghiệp và đất rừng. Xóm Cột Đèn nằm giáp danh phía đông giáp xóm Bu, xóm Lọt, xã Tân Mỹ, phía bắc giáp xóm Đồng Băng, phía tây giáp xóm C, phía nam giáp xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và xóm Rì, xã Tự Do. Trong xóm có 177 hộ với tổng số nhân khẩu là 863 dân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Đời sống của bà con nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp và chăn nuôi, dịch vụ nhỏ lẻ. Năm 2024, xóm có 177 hộ, trong đó có 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo 30 hộ, hộ khá là 95 hộ. Cuộc sống của bà con nhân dân trong xóm còn gặp nhiều khó khăn, khi được đầu tư nhưng chưa đồng bộ và còn thiếu về phát triển kinh tế, tuy có nhiều đổi thay nhưng vẫn khó khăn. Đời sống bà con nhân dân xóm ngày càng được nâng cao về mọi mặt, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho bà con nhân dân, được chi bộ chính quyền, mặt trận cùng toàn thể bà con quan tâm và tổ chức. Việc tuyên truyền pháp luật cho thành viên, hội viên và nhân dân được thực hiện hàng năm. Việc cập nhật thông tin, kiến thức mới được tổ chức tuyên truyền thường xuyên. Chi ủy, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận xóm cùng tổ chức chính trị xã hội và các thành viên, hội viên, bà con nhân dân trong xóm tích cực thi đua, phấn đấu cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, ban giám khảo, các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc cho hội thi của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Vừa rồi đội thi mô hình địa chỉ an toàn xóm Cột Đèn đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với một phần thi của đội thi tổ truyền thông cộng đồng xóm Hầu. Thank you.
Cùng toàn thể hội thi, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, xóm Hầu là một xóm nằm trung tâm xã Lộc Lâu với diện tích đất tự nhiên là 157 ha, toàn xóm có 139 hộ với 649 nhân khẩu. Dân tộc Mường chiếm 99%, nhân dân lao động và sản xuất. Chiếm 99% làm nông nghiệp, còn lại buôn bán dịch vụ và nhỏ lẻ khác. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, cùng sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội gắn liền với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tổ truyền thông xóm Hầu luôn tuyên truyền sâu rộng tới người dân như luật bình đẳng giới, luật bạo lực gia đình, luật bảo vệ trẻ em. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương đổi mới, tiến mạnh vào trong những công cuộc xóa bỏ bất bình đẳng giới, trọng nam khinh nữ và tôn trọng quyền phụ nữ và trẻ em. Mọi công dân đều có quyền được hưởng bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Bình đẳng giới là việc nam nữ có vị trí vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng và gia đình, đồng thời được thụ hưởng những thành quả đó. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, đến với hội thi tổ truyền thông xóm Hầu với tinh thần giao lưu, học hỏi, hiểu biết về bình đẳng giới, với thông điệp xóm Hầu nam nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc. Phần thi chào hỏi của đơn vị xóm Hầu đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin gửi tới quý vị đại biểu cùng ban giám khảo toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đơn vị tổ truyền thông cộng đồng xóm Hầu. Và sau đây xin mời phần từ dự thi của tổ truyền thông cộng đồng xóm Đồng Băng.
bánh mì thơm lắm. Chiếm 99,6%. Người dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Điều kiện phát triển kinh tế còn gặp nhiều bất thuận nên đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. Với những khó khăn đó, trong nhiều năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Nhà nước, nhân dân trong thôn nhận được các sự trợ giúp của các cấp ủy chính quyền về các tiểu dự án như chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà bản địa, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, hỗ trợ chuyển đổi nghề. Và trong 3 năm gần đây là dự án 8 về luật bình đẳng giới và luật trẻ em. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp thực hiện của các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là sự đồng lòng đoàn kết của các tầng lớp nhân dân luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân được quan tâm, đặc biệt là tuyên truyền về luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và luật trẻ em, đồng lòng ghép vào các buổi sinh hoạt của chi hội phụ nữ, của các tổ chức chính trị xã hội. Qua đó nhận thức của người dân về các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước ngày được nâng cao. Đội thi xóm Đồng Băng gồm có các thành viên như sau. Thành viên đầu tiên là chị Bùi Thị Thu. Thành viên thứ hai là anh Bùi Văn Thành. Thành viên thứ ba là chị Bùi Thị Khoa. Thành viên thứ tư là anh Bùi Văn Trường. Thành viên thứ năm là chị Bùi Thị Hồng Nhung. Thành viên thứ cháu là chị Bùi Thị Hiền.
Và thành viên cuối cùng là tôi, tên Bùi Văn Hà, đội sóng đập băng đến hội thi với phương châm giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ. Rất mong nhận được sự cổ vũ động viên của các đồng chí lãnh đạo, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Vâng, vừa rồi đội thi sóng đập băng đã hoàn thành xuất sắc phần thi, phần chào hỏi của mình. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đội sóng đập băng. Kính thưa quý vị, vừa rồi 5 đội thi đã hoàn thành phần thi chào hỏi của mình. Một lần nữa xin được một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đội thi đã hoàn thành phần thi mà chào hỏi. Và ngay sau đây xin mời các đội thi đến. Xin mời quý vị đại biểu cùng quý vị khán giả cùng với đến với phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Và cũng như thưa thứ tự bốc thăm, sau đây xin thông qua thứ tự của các đội thi. Đội thi thứ nhất là đội thi tổ truyền thông cộng đồng xóm trường. Đội thi thứ hai là đội thi câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi xóm C. Đội thi thứ ba là đội thi mô hình địa chỉ an toàn sóng cột đèn. Đội thi thứ tư là đội thi tổ truyền thông cộng đồng sóng hầu. Đội thi thứ năm là đội thi tổ truyền thông cộng đồng sóng đập băng. Và mở đầu cho phần thi tiểu phẩm, sau đây xin trân trọng kính mời quý vị cùng đến với đội thi của tổ truyền thông cộng đồng sóng trường với tiểu phẩm dù trai hay gái chỉ hai là đủ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong vai ông Hòa, Kỷ Yên trong vai ở ông Hòa, Minh Quốc trong vai con trai ông Hòa, Thị Sấu trong vai con dâu ông Hòa. Tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Con trai ông Hòa lấy vợ sinh được hai đứa con gái, trong lòng ông Hòa không yên lúc nào, chỉ muốn con dâu sinh thêm một đứa con trai để nối dõi tông đường. Tại nhà ông Hòa, ông Hòa đứng ngồi không yên, đi đi lại lại lẩm bẩm: "Rồi nhìn mà xem, toàn một lũ vịt rời, chán thế chứ đi. Như thế này là không được rồi, kiểu gì cũng phải có một thằng cháu đích tôn, sau này mới có người hương quả, chứ còn tình trạng này thì không ổn rồi. Bà đó đâu? Bà đó đâu rồi? Ra đây tôi bảo." Tôi đây, tôi đang chuẩn bị nấu cơm. Ông gọi gì mà có gấp thế? Cơm nước gì giờ này? Tôi đang có chuyện muốn nói với bà đây. Lại chuyện ấy chứ gì? Vớ vẩn. Ấy chứ gì? Mà từ sáng tới giờ bà đã cho tôi ăn cái gì đâu mà đòi ấy. Vớ vẩn. Lại chuyện con cái đúng không? Thì đúng rồi. Đấy, tôi đã nói với ông rồi, con dâu mình nó là phụ nữ tiên tiến, mà bây giờ nhà nước có cho đẻ đứa thứ ba nữa đâu. Với lại ông muốn năm nay gia đình mình mất danh hiệu gia đình văn hóa à? Hóa hùng cái gì? Tôi nói cho ông biết, muốn đẻ con trai có phải dễ đâu. Như tôi cho ông đấy, đẻ một đàn bươm bướm là lành đánh quýt mít na, đến đứa thứ năm mới tòi ra thằng duy nhất đấy thôi. Không biết kệ bà đấy, mà tôi đã bảo với thằng nhất rồi, cứ thả phanh đi, rồi may ra mới có thằng cháu đích tôn. Thì đằng này nó lại cứ cái gì, ông này cứ liên tha liên thuyền, khổ lắm rồi. Ngâm
bố mẹ, bọn con mới về ạ. Con về rồi ạ? Ừ, thằng Nhất ạ, mày ngồi xuống đây bố bảo. Dạ vâng, có chuyện gì về bố? Thế này, chúng mày cứ đẻ đi. Rồi mai kia bố mua con SH cho, bố mẹ sẽ trông cho. Mà con tha hồ đi phui phu ngoài đường nhé. Bố mẹ chuẩn bị mua SH cho bọn con à bố? Ừ, rồi chúng mày cứ đẻ đi. Bố ơi, cần đẻ cũng phải là tiền hay xe. Mà khi sinh ra một cháu ấy thì kéo bao nhiêu là vấn đề. Nào là tiền ăn này, sướng, tiền bỉm này, tiền học hành này. Phải cuôi các cháu ăn học đàng hoàng tử tế bố ạ. Bố cứ nhìn vào thực tế mà xem. Một số gia đình sinh thêm đứa thứ ba, cuộc sống vất vả lắm bố ạ. Từ nhiều nhà bác hai ấy, bố ông nhìn thấy đấy. Nhà bác hai sinh được hai đứa con gái, học giỏi và giờ đã tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Đây, nhà bác ấy đang chuẩn bị xây nhà mới, cũng là tiền của hai đứa con gái ấy chứ. Còn thấy như thế mới là hạnh phúc bố ạ. Bố ơi, chủ trương nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh đủ hai con để nuôi dạy con tốt. Một đảng viên hội viên phải thương tiên phong gương mẫu để thực hiện chủ trương này. Mong bố hiểu cho chúng con ạ. Ờ thì bố cũng nghe ra rồi, nhưng mà thực tế thì bố cũng muốn thằng Trực có thằng cháu đích tôn. Con nào chẳng là con, cháu nào chẳng là cháu, trai mà chi, gái mà làm chi, con nào có nghĩa có tình thì vẫn hơn ông ạ. Bố ơi, bố đừng bắt bọn con sinh thêm đứa nữa em bố nhá. Đúng đấy bố ạ. Ừ, thì được rồi, nhưng mà hai đứa phải hứa với bố là phải nuôi dạy con Mai, con Hoa cho nó ăn học đàng hoàng tử tế đấy nhá. Vâng, chúng con hứa với bố. Hứa với bố. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể bà con nhân dân cùng toàn thể ban giám khảo, tiểu phẩm Dù gái hay trai chỉ hai là đủ của tổ truyền thông Sam Trường đến đây là kết thúc. Cuối cùng xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Các bản hiến pháp trong lịch sử Việt Nam đều ghi nhận quyền học tập là một trong những quyền cơ bản của công dân nói chung và trẻ em nói riêng. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách pháp luật ưu đãi trong lĩnh vực giáo dục để mọi người đều được bình đẳng trong giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Trẻ em có cơ hội được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay ở một số địa phương, nhất là vùng nông thôn, vùng miền núi, không ít bậc cha mẹ phải lựa chọn cho con đi học và để con làm việc ở nhà, đặc biệt là đối với trẻ em gái. Những gia đình nghèo chọn cách cho con bỏ học để tiết kiệm được chi phí, đồng thời có thêm nhân lực phụ giúp lao động cho gia đình với quan niệm đói trứng chẳng bằng đói cơm. Mời quý vị đại biểu, quý bà con và các bạn theo dõi tiểu phẩm Hãy cho con được đến trường do các thành viên câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi Sóng C thể hiện. Các nhân vật: cô Huyền trong vai cô Lài, bà mẹ. Phương Thảo trong vai Lương, con gái lớn của cô Lài. Trúc Hoa trong vai Lệ, con gái nhỏ của cô Lài. Anh Thư, Khánh Chi, Hương Mơ, Lan Trinh trong vai các bạn của Lương, con gái lớn của cô Lài, là thành viên câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Sau đây, tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Tại nhà cô Lài.
Làm gì vậy con? Mẹ xem con với hình ảnh bông hoa hướng dương thật đẹp. Ừ, đẹp thật. Con làm theo bài tập gì đó? Vâng. Ừ, dễ nhỉ. Thế con ra ngoài xem chị sắp về chưa? Chị muốn, mẹ muốn chị đi xuống dưới thị trấn cùng với cô Quý để xem dưới đấy họ cần nhận làm nhân viên quét dọn hay là rửa bát gì không? Sao lại đi làm hả mẹ? Chị đã nộp hồ sơ và chuẩn bị thi vào lớp ngoài rồi đấy. Chị muốn đi học với các bạn của chị. Không có đi học nữa. Chị học hết lớp 9 rồi. Bố mẹ tính là để cho chị nghỉ học để đi làm giúp đỡ bố mẹ. Gia đình nhà mình thiếu tiền để sinh sống. Với lại con gái học nhiều thì làm gì? Biết chứ là được rồi con ạ. Đấy chứ, không bằng đói cơm đâu con nhé. Nhưng con nghe các chị đi sinh hoạt câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi về tháo nhau là chỉ có học tập tốt rồi lấy cái nghề thì mới có tương lai đấy mẹ ạ. À, mẹ ơi, tương lai có phải điều tốt đẹp không mẹ? Ừ, tương lai chính là điều tốt đẹp. Nhưng con đường để đi đến tương lai thì có nhiều con đường lắm con ạ. À, như gia đình nhà chúng ta đây, con đường để đi đến tương lai của các con thì còn xa vời và tối tăm lắm nhé. Bố mẹ chất chiêu lo ăn, lo ở đã bao năm, nhưng cái khó nó có cái khôn. Con hiểu không? Mà con còn nhỏ, làm sao mà con hiểu được? Muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói thì chỉ có đi làm, kiếm tiền giúp bố mẹ. Chứ đi học thì biết lấy gì mà ăn hả con? Cháu chào cô ạ. Đông đủ nhỉ? Các cháu mời cả xuống đây. Thế các cháu tập trung định đi đâu vậy? Dạ, cháu đang thông báo ngày mai đến trường để xem sổ báo danh phòng thi để chuẩn bị thi vào lớp 10 đấy cô ạ. Ôi, nhưng bạn đang bảo là cô chỉ vô một chứ bạn đi thi có vẻ ừ, cô với chú bàn nhau rồi. Làm nhà thì leo người, làm máy cũng chẳng đủ ăn đủ mặc. Nên cô chú tính định cho bạn nghỉ học, ở nhà kiếm tiền để giúp bố mẹ. Các cháu đi học thì đi đi nhé, đừng gọi cái lương, để nó đi làm kiếm tiền cho cô. Với lại con gái thì đi học nhiều làm gì, sau này lấy chồng thì có làm được cái gì đâu các cháu. Cô ơi, khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, cháu nghe các cô, các chị phụ nữ bảo là bây giờ để có việc làm tốt, thu nhập cao mà ổn định nữa thì phải đi học cô ạ. À, đúng đấy cô ạ. À, các cô nói rằng bây giờ thực hiện bình đẳng giới không được phân biệt đối xử giữa con trai và con gái ạ. Mẹ, bố mẹ sẽ con tiếp tục học để sau này con cố gắng học tập tốt. Con với em Lệ cố gắng để bố mẹ đỡ yên tâm hơn. Nói thế thì biết thế rồi, nhưng cũng phải có cái ăn, cái mặc và có tiền mới đi học được chứ các cháu. Chúng cháu sẽ cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ được sùng học tập với bạn để bạn cũng được tham gia học tập ạ. À, và chúng cháu sẽ thường xuyên đến nhà giúp đỡ việc nhà, học tập cùng bạn và em Lệ nhé, cô nhé. Các chị ơi, mẹ đồng ý đi ạ. À, con muốn chị được đi học, con sẽ ngoan, học tốt nhé mẹ. Cô, chúng cháu gọi là trẻ vị thành niên, được pháp luật bảo vệ và đảm bảo quyền được chăm sóc, được học tập, được vui chơi nhằm phát triển toàn diện.
để trở thành những công dân tiến bộ, góp sức cùng các bậc cha mẹ tham gia xây dựng quê hương đất nước đấy cô ạ. Chúng cháu sẽ cùng nhau giúp đỡ bạn Lương và em Lệ để cô chú yên tâm nhé, cô nhé. Mẹ, con học xong lớp 12, rồi có công việc và thu nhập ổn định chú mẹ. Ừ, mẹ nghĩ lại rồi. Mẹ sẽ nói với bố các con để các con được tiếp tục đến trường đi học. Các con cố gắng nhé. Các bạn cố gắng giúp đỡ các bạn nhé. Vì ngày mai tươi sáng, hãy thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt gái trai, hãy cùng nhau đến trường học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Quay lại, quay lại.